bạn hiểu sâu hơn. Chỉ cần buông bỏ dục vọng và cố chấp, giải thoát bản thân, như vậy chúng ta mới có thể có được sự bình yên vĩnh viễn trong tâm linh. Khoan đã, sự bình an của tâm linh, đây có lẽ là lời nói quý báu hơn báu vật nữa đó. Đúng, mình phải nghe cho rõ hơn thôi. Bên đó hình như có người. Tôi thì ra là con chó thôi. Nè, không được tới nơi này, đi đi. Đi đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Ủa, thằng bé này nó vào cung từ lúc nào vậy kìa? Trong đại sảnh của cung điện, Thế Tôn đang muốn giới thiệu đệ tử của mình cho người trong thành biết. Nhưng mà phụ nhân của ngài nói sao cũng không vui lòng, bởi vì ông ta còn để ý đến cách ăn mặc khó coi của thầy trò Thế Tôn. Đồ đệ của con, hình như ai cũng là người có cuộc sống cao thượng của giai cấp Bà La Môn hết. Nhưng mà nói ra thiệt ai nay, ai nấy xem ra cũng tiều tụy, còn có một chút dáng vẻ nhút nhát nữa. Ơi trời ơi, còn quần áo thì khó coi quá. Phụ vương thấy hay là như vậy đi, con cứ để phụ vương tặng cho con một số quần áo mới. Ý tốt của phụ vương con rất hiểu. Như vậy phụ vương sẽ xây cho con một tịnh xá trong rừng, như vậy con thấy có được không? Thưa phụ vương, con không cần những thứ đó đâu. Nhưng mà... Phải rồi phụ vương, sao con không thấy công chúa? Sau khi công chúa nghe tin con trở về rồi, công chúa rất là vui mừng. Cuối cùng á, thì hôm nay con đã trở về rồi. Nàng còn nói là bản thân bị chồng bỏ rơi, không còn mặt mũi nào để gặp ai, cho nên đã tự nhốt mình trong phòng. Phụ vương nghĩ rằng con hãy mau đến gặp công chúa đi. Dạ, con biết rồi. Một Kiền La Thập, người thấy sao? Trong số người cao quý của tộc Thích Ca, chúng ta hãy chọn ra một số người giỏi làm đệ tử của thái tử và quây quần bên cạnh thái tử để làm nổi lên thanh thế của thái tử. Người thấy như vậy có được không? Đây là một ý kiến hay. Ngày mai thần sẽ cạo tóc để chuẩn bị hầu hạ Thế Tôn. Ngoài quốc vương ra, địa vị cao nhất của tộc Thích Ca chính là thần rồi, thưa bệ hạ. Ngươi cũng đồng ý à? Thần sẽ đi viếng thăm từng gia đình ngay và bảo mỗi nhà cử một người thanh niên đi xuất gia trở thành đệ tử của Thế Tôn. Quốc vương có thấy được không? Nói hay thật. Một Kiền La Thập à, ta rất cảm kích ngươi. Hoàng hôn rọi vào cung điện xinh đẹp. Thế Tôn cùng vợ con là Gia Du Đà La và La Hầu La gặp lại sau 7 năm trời xa cách. Gia Du Đà La, 7 năm trước ta bỏ hoàng cung ra đi, rời xa nàng và La Hầu La. Không phải vì ta không thương hai người, tình yêu của ta đối với nàng không hề thay đổi, xin nàng hiểu cho. Bất kể khiến người ta đau lòng thế nào, tình yêu giữa nam nữ chỉ là một sự trói buộc, chỉ là mê hoặc, chỉ đem đến phiền não và bi thương, làm cho con người đắm chìm trong sinh tử. Điều ta cần tìm là chánh đạo. Chỉ có chánh đạo mới vĩnh cửu bất biến. Gia Du Đà La, nếu như có thể, xin nàng hãy bỏ đi sự trói buộc, cùng ta vì chánh đạo cao thượng quảng bá để mà sống. Nàng cảm thấy có hay không? Thế nào? Qua đây La Hầu La, con đã lớn khôn rồi. Đã đặng như vậy rồi. Nơi đây là ở ngoài cung điện, Upali đang ngủ trong nhà của mình. Những thống khổ của nhân loại đều do chính mình tạo ra, bởi vì thương khư giữ lấy dục vọng của mình. Chỉ cần tháo bỏ dục vọng và vật chất, giải thoát bản thân, chúng ta mới có thể có được sự bình an vĩnh viễn bất biến trong đời. Những lời thật là kỳ diệu á. Đúng rồi,
trở thành đồ đệ của Thế Tôn á, thì mới có thể mỗi ngày nghe được những lời nói này thôi. Sao không tự xem lại mình là thân phận gì chứ? Ây da. Thân phận của tôi thấp như vậy, Thế Tôn không thể nào nhận tôi làm đệ tử. Tại sao tôi lại sinh ra với thân phận này chứ? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Sáng sớm hôm sau, Upali đã được trưởng lão Mục Kiền La Thập gọi tới và đã đem đồ nghề cắt tóc ra cửa. Upali, sao trễ như vậy hả? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi hãy đi cắt tóc và râu của ta đi. Hả? Ngoại trừ ta ra, bọn họ cũng vậy thôi. Hả? Mọi người đều phải cạo hết hả? Đúng vậy, ai ai cũng phải cạo. Thật ra tại sao vậy chứ? Hôm nay ta phải cùng với họ đi làm đệ tử của Thế Tôn đó. Ngươi có biết điều đó hay không? Hả? Làm đệ tử của Thế Tôn hả? Đoàn người của Thế Tôn tối qua đã ngủ ở ngoài rừng ngoại ô, cho nên hôm nay chúng ta nhất định phải đi tới đó. Mau lên, nếu không trời tối đâu. Dạ. Mình không nằm mơ chứ? Mình nhất định sẽ thử xem. Chính là bây giờ đây. Muốn làm thì chính là bây giờ đây. Tại sao khóc như vậy? Thấy chúng tôi rời khỏi người đau lòng à? Đó cũng là một trong những nguyên do mọi người đều xuất gia đều bỏ đi. Ngày mai tôi dựa vào cái gì để sinh sống đây? Nghĩ tới điều này tôi đau lòng. Nói cũng đúng mà. Các người ngay đây, đem hết đồ vật trên người để lại cho nó. Sau khi xuất gia, những thứ này đều không có nghĩa lý gì với chúng ta nữa. Ngươi hãy lấy hết đi, Upali. Có như vậy, nhất định sinh hoạt của ngươi sẽ không có vấn đề gì hết. Rồi tại sao ngươi lại khóc? Lần này ha, hắn biến thành người giàu có rồi cho nên khóc. Không phải vậy đâu. Lấy đi những thứ này cũng giống như là tôi đã nhặt lên những dục vọng và cố chấp mà các ngươi đã bỏ lại. Những phiền não và đau khổ của tôi ngược lại lại càng tăng thêm. Thật như vậy sao, Nan Đề? Thật ra ngươi muốn làm cái gì đây? Dặn xin các người, dù phải làm mục dịch cũng được, xin hãy cho tôi đi chung đi. Sau này tôi sẽ tìm cơ hội xin với Thế Tôn nhận tôi làm đệ tử, có được hay không vậy? Tôi dặn xin các người đó. Ngươi muốn làm đệ tử của Thế Tôn mà, dựa vào ngươi sao? Một Kiền La Thập trưởng lão. Ngươi nói bậy cái gì? Không chịu nhìn rõ thân phận của mình là gì? Những người đi theo đều là anh tài gia thế tốt lành của tộc Thích Ca đó. Mục đích là để khuếch trương danh tiếng của tôn sư. Nếu như chen vào một tên nô lệ, ngươi nghĩ thử coi. Chỉ vì một con chuột nhỏ phá hỏng cả nồi cơm. Quãng đường chúng ta xuất phát, ngươi hãy đem hết tứ trang này mau trở về nhà đi. Quả nhiên là không xong rồi. Một người có thân phận giống như tôi, không lẽ vĩnh viễn không thể cứu vãn sao? Không được, không thể bỏ trôi xong như vậy được. Tôi vẫn còn chiêu cuối cùng. Tại sao tôi không đi cầu xin trực tiếp với Thế Tôn chứ?
Hả? Ngươi là? Con là thợ cắt tóc Upali. Con là người của Ca Tỳ La Dạy Thành. Thế Tôn à, con muốn thỉnh giáo một vấn đề. Một kẻ đệ tiện giống như con, thật ra không thể trở thành đệ tử của ngài hay sao vậy, Thế Tôn? Ngươi muốn xuất gia sao? Dạ phải, con muốn theo ngài để học hỏi phương pháp có thể rời khỏi đau khổ và phiền não. Có thể nói cho con biết hay không vậy? Nhưng mà thân phận của con chỉ là thủ đà la nô lệ nè, nếu như không thể trở thành đệ tử thì tạp dịch làm người hầu cũng được mà, Thế Tôn. Thế Tôn ơi. Ubali à? Dạ. Nước có thể làm bớt khát, như vậy có người uống nước vào sẽ bớt khát. Vậy có người nào khác uống vào lại không bớt khát hay không chứ? Đây là... Lúc mà ngọn lửa soi sáng trong bóng đêm, có việc một bên thì sáng, một bên thì sậm tối hay không? Không có. Thuyết pháp mà ta nói cũng giống như nước và ngọn lửa, đó là không có lấy được một thân phận để tuyển chọn đối tượng đâu. Nói như vậy... Ubali à, bắt đầu từ bây giờ con đã trở thành đệ tử của ta. Hả? Tạ ơn ngài. Ta đưa cho con cái áo cà sa đã được quy định, vĩnh viễn đừng quên tấm lòng nhiệt thành này nha. Hãy học hỏi cho thật tốt, khích lệ bản thân. Hả? Thái tử à, tôi đã chiếu theo ước định đem nhiều thanh niên trẻ tới. Ngài có coi nè, lần này thanh danh của ngài nhất định sẽ khuếch đại không ít. Ở chỗ quan vợ này thật là không có được tốt. Tôi lập tức biểu mọi người chặt cây để xây tịnh xá. Một kiền la thập. Ngài gọi tôi à? Bây giờ tôi cũng là đệ tử của ngài, ngài lại trực tiếp gọi tên, có gì không đúng? Áo quần các ông mà, với những người học Phật pháp mà nói đã quá xa qua. Xin đổi lại những bộ quần áo đã có bên đây. Hả? Ở những bộ này á? Nè, người không thể cho ta bộ đồ nào tốt hơn vậy hay sao? Tôi cũng vậy á. Trong lúc này, trong lòng Thế Tôn suy nghĩ, những đệ tử mới nhập môn đã quá kiêu ngạo, cho nên quyết định mượn Upali để làm cho những công tử của tộc Thích Ca bỏ đi cái lòng kiêu ngạo của mình. Này các đệ tử, bây giờ phải tiến hành nghi thức nhập môn. Các ông hãy chiếu theo thứ tự để tới đảnh lễ với các sư huynh. Đừng nói người là Ubali nha. Sao người ở đây vậy? Hả? Ubali trở thành đệ tử của ta sớm hơn các ông. Nhưng hắn là thủ Đà La đệ tiện, còn tôi là trưởng lão tộc Thích Ca, tại sao lại cúi đầu dưới cái thứ đồ này? Làm gì có lẽ này chứ? Cúi đầu còn chưa có đủ, nhất định phải giống như khi nãy với những người khác quỳ xuống hành lễ. Không bao giờ, dù là giết tôi cũng không chịu đâu. Tại sao vậy? Sự khác biệt của thân phận, tôn quý và đê tiện đều là do những người cao ngạo các ông tạo ra thôi. Vạn vật do duyên mà tới, vì duyên mà diệt. Vạn vật do duyên mà tới, vì duyên mà diệt. Làm gì có sự sai biệt? Người không phải do sanh ra mà tôn quý, cũng không phải do sanh ra mà đê tiện, mà là do hành vi mà tôn quý, vì hành vi mà đê tiện. Ông hãy cúi đầu hành lễ với Ubali đi. Nhưng hắn là nô lệ mà. Nô lệ không phải là người sao? Bây giờ không phải là các ông đang làm nô lệ cho kiêu ngạo và phiền não hay sao? Hả? Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Nhưng mà chỉ có hắn, chỉ có Ubali. Nếu như không có người, ta không phải bị mất mặt ở đây đâu. Người đúng vậy, người. Đúng như vậy đó. Thiệt là đúng lỗi của Ubali mà. Đều là lỗi của Ubali mà. Lỗi của Ubali. Đủ rồi Thế Tôn.
Quả nhiên con không thể ở lại nơi này được. Con đi đây. Ubali. Ubali, con không hề sai. Có sai là người của tộc Thích Ca. Sai ở trong cái tâm ngạo mạn của các ông. Đã biết rõ là lỗi của mình, các ông vẫn không cách gì thay đổi hành vi. Đây chính là cái tâm cao ngạo. Và cái tâm cao ngạo này lại chính là căn nguyên đã nảy sinh ra những sự khác biệt như vậy. Hơn nữa, cái tâm cao ngạo này cũng đang giày vò các ông, làm phiền não các ông. Người của tộc Thích Ca, bây giờ hãy lập tức quăng bỏ đi cái tâm cao ngạo, hành lễ với Ubali đi. Nói như vậy, nảy sinh sự phẫn nộ và đau khổ của tôi không phải do Ubali tạo thành, mà do cái tâm cao ngạo của tôi mà tạo thành. Đây không phải là pháp do ta nói, mà là vạn vật đều nói, cách thuyết pháp tôn quý nhất. Thì ra là vậy. Nếu như tôi có thể dứt bỏ được cái tâm cao ngạo thì thống khổ và phiền não sẽ lập tức tiêu trừ rồi. Thì ra là như vậy. Thế Tôn, Thế Tôn, người giúp ta tiêu trừ cái tâm kiêu ngạo, ta cảm ơn người, thiệt là cảm ơn người nhiều lắm, cảm ơn người. Trong lúc này, đất đai, núi rừng, sông hồ đều đã chuyển động vì cảm động. Trên trời vọng xuống những tiếng hát không ngừng. Sau này, Ubali nỗ lực tu hành, đã trở thành một trong 10 đệ tử của Phật Thích Ca. Ông ta rất tuân thủ giới luật, được xưng là đệ nhất cầm giới. Ngoài ra, ở trong tộc Thích Ca cũng xuất hiện những người như A Nan, Nang Đà, La Hầu La là những đệ tử thật tài giỏi. Các vị có biết loại cỏ ngu ca này hay không? Cổ nhân có nói, ăn cỏ ngu ca thì ký ức của con người sẽ rất là tệ. Thật ra là tại sao vậy? Đó là bởi vì vào thuở xa xưa, ở một quốc gia xa xôi nào đó, có một vị hòa thượng có tính hay quên. Sau đó, vị hòa thượng này chết đi. Chung quanh ngôi mộ của ông ta đã mọc ra những đám cỏ không có ý nghĩa. Đó chính là cỏ ngu ca. Cho nên, nếu ăn cỏ ngu ca, con người sẽ bị quên đi ký ức. Đây chính là căn nguyên của truyền thuyết này, là đến từ một vị đệ tử của Thế Tôn. Tên của ông ta là Châu Lợi Bàn Đạt. Bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chuyện của Châu Lợi Bàn Đạt. Câu chuyện Phật Điển, anh em Bàn Đạt, sự giáo huấn của quét dọn. Cách đây khoảng 2.500 năm, thủ đô Câu Bồ La của nước Ấn Độ, Xá Vệ Thành, nơi đó có hai anh em đang sống. Người anh là Ma Kha Bàn Đạt, rất là tốt, khi còn trẻ, đã được gọi là một học giả ưu tú, đã ở nhà của mình, triệu tập đệ tử để truyền thụ học vấn. Nhưng mà, người em của ông ta là Châu Lợi Bàn Đạt, ký ức thì rất là tệ, làm chuyện gì cũng đều bị thất bại, đã trở thành trò cười của dân làng. Những sự vật ở trên đời đều là do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm địa chất này phối hợp để mà thành. Trước tiên, cái thứ nhất là kim. Kim không nóng, không lạnh, lại không có hình dạng cố định. Tiếp đến là mộc, vì nóng lạnh mà thay đổi, nhưng có một hình dáng cố định. Ê, không được qua đó đâu. Đợi một chút đi. Châu Lợi Bàn Đạt. Dạ đại ca. Ngươi đang làm gì vậy? Đệ muốn cứu nó đó. Nó thật là tội nghiệp. Cứu ai?
là côn trùng nè. Nhưng mà gặp ánh mặt trời nó sẽ bị chết đó. Đi mau đi. Đây thực ra không thích hợp về học vấn. Đi chỗ khác chơi đi. Tại sao vậy? Để ở đây sẽ trở ngại tới người khác đó. Để không làm trở ngại người khác đâu. Chỉ cần để ở đây thì sẽ trở ngại tới người khác. Đệ muốn học vấn để được vĩ đại giống như là sư huynh vậy đó. Đệ đừng có dài dòng nữa. Mau đi chỗ khác đi. Tạm thời không được trở về. Tiếp đến là cái thứ ba, nước. Nước cũng không nóng, cũng không lạnh. Ta cũng muốn có học vấn vậy. Ta cũng muốn được vĩ đại giống như là đại ca. Hả? Hả? Ngươi nói được sao? Ta không kết gì giống như đại ca hay sao? À, nếu vậy ta tệ hơn đại ca một chút cũng được mà. Được không hả? Đại ca. Châu lại bàn đặt. Trời đã tối rồi, về nhà đi. Khi nãy thật là xin lỗi nha. Hả? Huynh đã nói những lời quá đáng. Những lời quá đáng hả? Là lời gì vậy? Đệ đã quên rồi à? Thật là uổng công sức. Tổn hại tâm huyết. Cha trước khi qua đời muốn huynh phải chăm sóc tốt cho đệ. Xem ra huynh đã đoán trúng việc sau này rồi. Cha đã đoán trúng hả? Hả? Vào lúc đó, Thế Tôn vừa tới Kỳ Viên Tịnh Xá. Ở lân cận Xá Vệ Thành, rất nhiều người đã đi theo để làm đệ tử. Bởi vì lời khuyên của bạn bè, Ma Kha Bằng Đạt cũng đi nghe thuyết pháp, sau đó quyết tâm trở thành đệ tử của Thế Tôn. Đệ cũng muốn đi nữa. Đệ ở lại đi. Đệ cũng muốn đi mà. Đệ muốn trở thành đệ tử của người gì đó. Đạo của Thế Tôn rất là khó, đệ không cách gì hiểu nổi đâu. Không biết, đệ cũng muốn đi thôi. Tu hành rất là nghiêm khắc. Theo huynh thấy, đệ không cách gì hoàn thành đâu. Không hoàn thành, đệ cũng muốn đi nữa. À, vậy thì tùy đệ. Vậy thì tùy đệ nha. Chiếu theo di ngôn của phụ thân, Ma Kha Bằng Đạt cũng đã hết cách, chỉ đành đem theo đứa em tới Kỳ Viên Tịnh Xá. Dạ. Con là Ma Kha Bằng Đạt. Đây là đệ của con, tên là Châu Lợi Bằng Đạt. Mau lấy đi. Mau. Xin để con là Ma Kha Bằng Đạt và để con trở thành đệ tử của ngài có được không? Có được không? Thế Tôn, người anh thì rất là ưu tú, nhưng mà anh ta lại có một đứa em ngu xuẩn mà cả thành đều biết rõ. Đứa em đó theo con thấy hay là từ chối đi để tránh khỏi phiền phức. Kỳ Đạt. Dạ. Chúng ta là người, tuyệt đối không thể vì diện mạo mà đánh giá con người. Dạ nhưng mà nhưng giáo pháp của ta vĩnh viễn không phân biệt đối tượng, cửa đều mở rộng cho tất cả mọi người. Ta chấp nhận cho các con nhập môn. Con xin cảm tạ ngài. Ui da đau quá huynh ơi. Hãy đợi coi sau này đi. Và như vậy, anh em Bằng Đạt cũng đã trở thành đệ tử của Thế Tôn. Mỗi ngày làm việc tu hành rất là nghiêm khắc. Người anh Ma Kha Bằng Đạt tu hành đã có tiến bộ rất lớn. Nhưng mà đổi lại,
mức độ tu hành của người em Châu Lợi Bàn Đạt thì lại rất chậm chạp. Trở thành đệ tử của Thế Tôn nhất định phải theo 250 giới điều, nhưng mà Châu Lợi Bàn Đạt ngay cả đọc thuộc cũng không đọc xong. Lại bắt đầu từ đâu? Nghe rõ đây, không được giết động vật, không được ăn cắp, không được nói láo. Ngươi nói đi. Ê, để giúp cho nhà ngươi. Động vật, động vật, động vật. Ờ. Hả? Ê, trời ơi, không xong rồi, không xong rồi, Châu Lợi. Thiệt là không giống ai hết à. Ông nói cái gì? Đuổi đệ của tôi đi à? Nếu để hắn ở đây, chúng ta sẽ trở thành trò cười của mọi người mà thôi. Đúng vậy á, nói rất đúng á. Sau này cũng sẽ ảnh hưởng tới uy danh của Thế Tôn. Phải đó, nói rất đúng. Giang xin các người, ít ra có thể đợi tới ngày tập hợp kỳ sau có được không? Đợi tới kỳ họp lần sau à? Sau đó thì thế nào? Tôi sẽ chứng minh thành quả tu hành của đệ của tôi. Thành quả tu hành hả? Không thể nào. Nếu như thật không có biện pháp, chính tôi sẽ đuổi hắn đi. Sẽ đợi đến ngày hôm đó, làm ơn. Không làm việc xấu, không ăn hiếp động vật, cảm thấy chư niệm dai không, thì sẽ vĩnh viễn rời xa sự thống khổ. Đây là bởi vì lực lượng của Phật, cái ngày tập hợp kỳ tới. Để hãy đem câu này đọc cho mọi người nghe. Là đệ hả? Châu Lợi Bàn Đạt à, nếu như đệ có thể đọc được thì mọi người mới công nhận sự tu hành của đệ. Đệ không biết là đệ có làm được hay không nữa. Nếu mà không làm được, đệ sẽ không thể ở lại đây nữa. Tới lúc đó huynh bắt buộc phải đuổi đệ đi. Ê, để đệ thử, đệ thử coi sao đã chứ. Vậy đệ hãy đọc theo huynh đi. Trước tiên là không làm việc xấu. Trước tiên hai chữ này dư thừa. Trước tiên là bị dư thừa. Đồ cu. Đệ ngoan ngoãn đọc theo huynh nè. Không làm việc xấu. Không làm việc xấu. Không làm việc xấu. Không làm việc xấu. Việc xấu. Lại quên rồi sao? Mau nghĩ ra đi. Mau. Không làm việc xấu. Không làm việc xấu. Không ăn hiếp động vật. Cảm thấy chư niệm dai không, thì sẽ vĩnh viễn rời xa mọi sự thống khổ. Từ sáng tới giờ ta đã nghe nhiều lần rồi, đã vô tình đọc thuộc hết rồi. Thật là vĩ đại. Cái gì gọi là vĩ đại? Ông là vĩ nhân. Ta không phải là vĩ nhân đâu. Làm ơn đừng có chọc ghẹo ta kìa. Chiếu theo ước định, bây giờ Ngu Đề sẽ chứng tỏ thành quả tu hành của hắn. Hắn sẽ học thuộc những lời của Phật như vậy. Đọc đi. Như vậy. Như vậy con ông này bay chỗ khác đi. Hả? Như vậy. Để đã quên mất tiêu rồi. Kết quả tu hành của cậu ta thật làm người ta kinh ngạc, có đúng vậy không hả? đúng rồi. Cái thằng này. Cái thằng này ngu dốt thiệt. Đại ca, huynh không thể nào tha thứ cho đệ được nữa, và cũng không thể để cái thằng ngu dốt như đệ ở lại đây. Đệ muốn đi đâu thì tùy đệ. Đi đi, đệ đi đi. Mình thật sự khờ lắm sao? Mình thật sự ngu dốt lắm hay sao vậy? Nói cho tôi biết đi. Hãy nói cho tôi biết đi. Nói cho tôi biết đi. Châu Lợi Bàn Đạt, có đang buồn chuyện gì vậy?
Thế Tôn. Nói cho ta biết đi. Con đã bị đại ca đuổi đi rồi, sẽ không còn ở lại đây nữa. Con cũng không thể về nhà, cũng không còn chỗ nào để đi nữa. Như vậy thì bây giờ con hãy đến chỗ của ta đi. Tới chỗ của ngài hả? Thế nào, không lẽ con có phải đệ tử của ta sao? Nhưng mà đại ca con cũng nói, cái thứ giống như con không thể làm đệ tử của Đức Thế Tôn được đâu. Châu Lợi Bằng Đạt, con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy mình là đồ dốt sao? Đại ca của con cũng nói như vậy đó, tất cả mọi người đều nói như vậy hết. Con cảm thấy mình rất giống một thằng khờ. Nếu con đã nói được như vậy, con không phải là thằng khờ rồi. Hả? Phát giác ra mình là người khờ thì đã không phải là khờ rồi. Con hãy tới đây. Dạ. Hãy bắt đầu từ năng lực mà con có được. Trước tiên con chỉ cần học thuộc lòng câu quét bụi trừ bẩn, như vậy là được rồi. Vậy để con thử coi. Quét bụi trừ bẩn. Quét trừ bụi bẩn. Quét bụi trừ 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 bẩn. Từ hôm nay trở đi, con hãy cầm cây chổi này mà quét dọn tình xá. Mỗi ngày vừa quét vừa đọc như vậy, con sẽ không quên đâu. Dạ dạ, con biết rồi. Dạ. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi. Nó vẫn còn ở đây à? Bẩn. Hình như là Thế Tôn cho phép nó ở lại đó. Thật là hao tổn tâm trí quá đi. Châu Lợi Bạn Đặt, ngươi quét thật là cực nhọc quá đi. Đúng rồi, cực nhọc quá, thiệt là cực nhọc à. Nè, bên kia còn rác kìa. Nè, bên đây cũng còn nữa nè. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ. Yeah.